Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sau ngày 21 tháng 9, thành phố không chia thành các vùng như trước đây mà chia khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng chống dịch hiệu quả. Với nơi nguy cơ rất cao, có ca F0 sẽ trở thành điểm đỏ, thực hiện phong tỏa cách ly y tế và áp dụng chỉ thị số 16. Sau ngày 21 tháng 9, thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại. Thành phố cũng sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, kết nối với các địa phương. Lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu các địa phương cần phải chú trọng triển khai việc quét mã QR code để kiểm soát người dân ra đường. Thưa quý vị, cả nước hiện có đến 25 tỉnh thành tổ chức dạy học trực tiếp, 13 địa phương kết hợp trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, còn lại không cho học sinh đến trường. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hầu hết các tỉnh thành, toàn bộ học sinh học trực tiếp tại trường là ở khu vực miền Bắc. Trong khi nhóm tổ chức dạy học trực tuyến qua truyền hình chỉ có Hà Nội và Hưng Yên thuộc khu vực này. Còn lại các tỉnh thành phía Nam, 2 năm học qua, khoảng 22 triệu học sinh cả nước đã trải qua nhiều lần gián đoạn học tập, phải chuyển sang học online do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm học 2021-2022, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ phức tạp ở nhiều địa phương, kết quả học tập của các em học sinh cũng đã bị đảo lộn. Quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội đề xuất phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày 21 tháng 9 thành hai giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 9. Quận sẽ cho phép các doanh nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh được phép mở cửa hoạt động trở lại với 50% công suất và phải đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích, tiện lợi, chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động 100% công suất. Các nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực phong tỏa sẽ tiếp tục dừng hoạt động. Trong giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 10 trở đi, nếu quận được xác định là vùng xanh trong trạng thái bình thường mới, sẽ cho phép các doanh nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được phép hoạt động 100% công suất. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Gần 600 người dân sống trong khu vực đường Dê Xin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương được lấy mẫu test nhanh sau khi có một ca nghi nhiễm xuất hiện. Kết quả có đến 73 người dương tính với Covid-19. Đây là thông tin gây bất ngờ khi mà thành phố Thủ Dầu Một vừa được công bố là vùng xanh và nới lỏng một phần biện pháp giãn cách từ ngày 10 tháng 9 vừa qua. Hơn nữa, chùm 73 ca F0 vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ nguồn lây nhiễm. Trước đó, khu vực này cũng đã được lấy mẫu trên diện rộng trong cộng đồng nhưng không phát hiện ca nào dương tính. Thống kê sơ bộ từ Sở Du lịch Đà Nẵng đến nay, gần 1.400 hướng dẫn viên du lịch làm việc tại thành phố đã nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng của chính phủ. Mặc dù thành phố Đà Nẵng vẫn còn thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch, nhưng với tinh thần nhanh chóng kịp thời, ngành du lịch địa phương này đã nỗ lực khẩn trương hoàn tất chi trả linh hoạt qua các hình thức, giúp tiền sớm đến tay với người lao động. Sau 2 tuần nộp hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Trần Lê Ngọc Hạo là hướng dẫn viên tiếng Anh đã nhận được số tiền hỗ trợ 3 triệu 700 nghìn đồng cuối tháng 8 vừa qua từ gói 26.000 tỷ của chính phủ. Ngành du lịch đóng băng suốt 2 năm, bản thân anh Hạo cũng như những người đồng nghiệp khác, số tiền phần nào giúp họ trang trải sinh hoạt hàng ngày là nguồn động viên trong thời điểm dịch bệnh ngặt nghèo này. Bản thân em thì rất là cảm thấy rất là vui, sướng và phấn khởi về cái gói hỗ trợ này. Cái thứ hai nữa là nó rất là nhanh chóng kịp thời, nó đáp ứng được cái mong mỏi của lực lượng lao động hướng dẫn viên tụi em. Nó đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt, vì số tiền tuy là không có nhiều nhưng mà nó một phần khích lệ cái tinh thần để cho anh em cũng cố gắng vượt qua cái mùa dịch bệnh. Và sau này thì cái điều mong muốn của tụi em thì phía chính phủ vẫn luôn luôn quan tâm tới lực lượng lao động, những cái đại sứ du lịch như tụi em. Bên cạnh những hướng dẫn viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng mong muốn các tiêu chí sẽ được mở rộng hơn nữa để nhiều lao động trong lĩnh vực du lịch có thể tiếp cận được gói hỗ trợ này. Chúng tôi tiếp tục kiến nghị có thể là linh hoạt hơn ở trong các cái điều kiện mà để các hướng dẫn viên có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần các cái đối tượng là hướng dẫn viên có thể vô thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn thì sẽ được tiếp cận cái gói hỗ trợ đó. Thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, đến nay đã có 1.342 hướng dẫn viên nhận được tiền hỗ trợ, tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố còn áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch và số lượng hướng dẫn viên đủ điều kiện nhận được không hề nhỏ, lên đến 4.700 người. Để tiền nhanh chóng đến tay người lao động, ngoài nhận hồ sơ trực tiếp, Sở Du lịch Đà Nẵng còn tạo điều kiện nhận hồ sơ và chuyển khoản tiền hỗ trợ qua hình thức trực tuyến. Việc nộp hồ sơ trực tiếp
cũng như nộp hồ sơ qua bưu điện thì hiện nay chúng tôi cũng đang tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên để có thể nộp hồ sơ trực tuyến và sau đó thì có thể bổ sung cái hồ sơ qua đường bưu điện hoặc là nộp trực tiếp về sở để xác minh. Trên cái tinh thần là chúng tôi cũng tạo điều kiện để mà phối hợp cùng với lại hội hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là đối với hội hướng dẫn viên du lịch thì các bạn có thể gửi cái phôi thẻ căn cứ theo cái hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, căn cứ trên cái quy định của luật lao động để tạo điều kiện tối đa cho các bạn có thể nhận được cái hỗ trợ sớm nhất. Tiến độ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng giãn cách xã hội không những giải quyết khó khăn cấp bách hiện tại cho lao động du lịch mà còn là sự khích lệ, động viên giúp họ bám nghề, giữ nghề trước làn sóng ồ ạt chuyển đổi sang công việc khác do dịch bệnh. Tiếp tục với các thông tin quốc tế, theo hãng tin Bloomberg cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer Mỹ để tài trợ cho các quốc gia khác. Theo nguồn tin cho biết, thỏa thuận có thể được công bố trong những ngày tới đây. Toàn bộ số vaccine trên sẽ được phân phối theo cơ chế COVAX nhằm đảm bảo vaccine ngừa COVID-19 được phân phối công bằng trên toàn cầu, đặc biệt để hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Với thỏa thuận đang được đàm phán này, Mỹ sẽ nâng mức tài trợ lên hơn 1,15 tỷ liều vaccine cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Giới chuyên gia ước tính cần khoảng 11 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho cả thế giới để đạt được độ bao phủ vaccine. Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri cho biết chính phủ nước này đã quyết định tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho những nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi để nâng cao sự bảo vệ của hệ miễn dịch. Tiếp theo, Malaysia sẽ triển khai tiêm tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao như có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và người cao tuổi sẽ được triển khai sau khi tỷ lệ tiêm chủng quốc gia đạt được 80% nhóm người trưởng thành. Kế hoạch này có thể sẽ được bắt đầu trong tháng 10 tới đây. Theo thống kê của chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, tính đến ngày 18 tháng 9, đã có 78,2% người Malaysia trưởng thành hoàn thành được việc tiêm chủng. Bộ Y tế Singapore đang theo dõi sát số ca mắc COVID-19 phải chăm sóc tích cực nhằm đảm bảo hệ thống y tế không bị quá tải. Hiện chỉ có khoảng 14 bệnh nhân phải điều trị tích cực ICU, nhưng giới chức cho rằng Singapore không nên tự mãn bởi con số này có thể thay đổi rất nhanh do nước này đang ghi nhận số ca mắc mới gia tăng. Nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, số ca bệnh nặng phải chăm sóc đặc biệt của Singapore ở mức rất thấp, tương đương khoảng 0,2%. Giới chức y tế nước này cũng kêu gọi người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hạn chế tối đa các hoạt động xã hội không thiết yếu và thường xuyên xét nghiệm. Vào ngày 19 tháng 9, Singapore ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 77.000 ca. Nhưng đến nay, tổng số ca tử vong vẫn duy trì ở con số là 60 ca. Ấn Độ có thể sớm mở cửa trở lại cho các du khách nước ngoài lần đầu tiên sau 1.5 năm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này đang có xu hướng lắng dịu. Các quan chức nước này cho biết vào ngày 19 tháng 9, 500.000 khách nước ngoài đầu tiên sẽ được phép cấp thị thực miễn phí trong nỗ lực nhằm hồi sinh các ngành du lịch, khách sạn và hàng không, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 kể từ tháng 3 của năm ngoái, khi mà New Delhi ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt. Bộ Nội vụ Ấn Độ hiện đang thảo luận với tất cả các bên có liên quan về thời điểm dự kiến và phương thức mở cửa đối với du khách nước ngoài. Thông báo chính thức về vấn đề này có thể được đưa ra trong 10 ngày tới. Đến nay, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng hơn 800 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 203 triệu mũi 2. Vào ngày 19 tháng 9, Iran đã cho mở cửa trở lại các bảo tàng ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác sau hơn 1 năm ngừng hoạt động vì lý do đại dịch. Theo giới chức nước này, để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, số lượng khách tham quan sẽ phụ thuộc vào quy mô bảo tàng, đồng thời những quy định dịch tễ được yêu cầu triển khai một cách nghiêm túc. Trong 14 tháng qua, do những biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19, các bảo tàng ở Iran chỉ cho phép nhân viên, nhà nghiên cứu, sinh viên được tiếp cận. Vào năm trước đại dịch, các bảo tàng ở Iran đã thu hút hơn 21 triệu lượt khách tham quan. Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 với hơn 5,4 triệu ca mắc, trong đó có 117.000 ca đã tử vong.